chỉ có gương với bạn chỉ đạo đây đã. Ok, hello, xin chào bạn xấu của anh mình. Mình là Anime Boy đây. Thì hôm nay mình sẽ có một cái mod mới, đó chính là một cái mod chúng ta có cái mod chúng ta có bốn cái mod lận nha, bốn cái mod chung một cái mod lận nha các bạn. Thì mình có thể lên tải cái mod này nha, với có link tải cái ứng dụng ES dự thực tin nữa nha các bạn. Rồi đừng quên nhớ bỏ like và share và nhấn cái subscribe và nhấn cái chuông đó. Được chưa? Hôm nay nhà mới của anh nhà một tím có chữ E trên giỏ này nè men đấy. Còn nhà gỗ bên kia là nhà bác nông dân mình nha các bạn. Bác mình ơi các bạn. Bây giờ bắt đầu thôi, mình cũng không biết cái gương đằng kia cái bằng cái chào là gì. Rồi đi vô chẳng thử rồi. Đây là bốn cái mod chung một cái mod nha. Là dụng cụ đó chính là có cái trứng này để test nữa, test kiếm á. Đó chính là ember, đá lửa, gì ta? Mình cũng obsidian nè, tất nhiên là đây. Đầu tiên mình sẽ chế tạo một cái kiếm ember. Test thử luôn nha các bạn, kiếm ember 8. Máy sức tấn công 8 sức tấn công, 8 sức tấn công cũng hơi mạnh mạnh đấy. Tới cái kiếm tiếp theo, mình thử kiếm này đi. Go. Kiếm em rồi. Cái này đá lửa thì không có kiếm, nhưng mà chúng ta có cái này, một con dao 3.5 sức tấn công, yếu dữ vậy bay. Cảm giác dữ lắm biết nào, cảm giác nữa chứ. 3.5 sức tấn công hơi yếu chút nha các bạn. Obsidian 10 sức tấn công, giữa bay đây, 10 sức tấn công nha các bạn, 10 sức tấn công luôn nha các bạn ơi, quá ngon. Dạ. Rồi, giờ mình sẽ chế tạo một cây cúp Obsidian. Đó chính là một cây cúp siêu mạnh luôn nha các bạn. Cúp Obsidian nè, cúp mạnh lắm á các bạn ơi. Hình như chúng ta có mấy cái này để tiếp nè. Ôi ôi, đang đánh dữ. Chạy. Quá hơn, quá ngon luôn các bạn ơi. Thì các bạn thích cái món này nhớ bình luận dưới nha. Giờ mình sẽ chế tạo một cái này đi. Rìu mua nhanh. Ôi ôi, nhanh. Úi, mỗi lần đào nó ra 2 lần. Đây là một cây, là hai cái lận nha các bạn. Ui đầu nhanh dữ. Còn cây xẻng thì sao? Để mình quay nhà bác coi. Thưa bác ơi, bác cái gì chào bác, con mới có món mới nè. Chúc mừng chào nha. Thôi chờ bác làm việc nữa, cháu đi ra ngoài chơi đi bác. Các bạn ơi, mắt mình xuống rồi đấy. Ồ,
mình sẽ tạo một cái rìu gì biết không các bạn? Rìu Emperor mấy sức tấn công. Còn xẻng thì đó chính là cái mod của các bạn, thì nó vẫn công thức chế tạo nó giống như băng ma giáp thôi. Cái bạn sẽ bây giờ sẽ chắc là nhanh chắc chắn là rồi luôn nó lắp trăm lần trăm cái lần thì các bạn ơi. Nếu như các bạn thích cái mod này thì đừng quên bấm like, share và subscribe với cái chuông. Không nhấn vào nhấn subscribe và nhấn cái chuông là mình giết mấy bạn người đó được nè. Kiếm FC được ẩn nha. Và bye bye đó nha.